Bạn đang xem Người đưa tin TV. Chiều ngày 30 tháng 3, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Đoàn phường Yên Hòa tổ chức trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Đoàn đã lựa chọn và trao tận tay 3 trường hợp hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó với mức hỗ trợ là 500.000 đồng một tháng. Trong thời gian là 12 tháng, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Làm việc bằng trái tim và nhiệt huyết, Đoàn Thanh niên Trung ương Hội Luật gia Việt Nam mang sức lực của tuổi trẻ và sự đồng cảm, sẻ chia với những hoàn cảnh đặc biệt, góp một phần công sức bé nhỏ của mình cống hiến cho xã hội. Hy vọng món quà trao tay những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn sẽ giúp phần động viên tinh thần, giúp họ có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.